Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Và chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với số hỏi đáp thứ 9. Và luôn câu hỏi luôn cho nóng anh nhỉ. Câu hỏi đầu tiên của bạn tên Văn. Em dùng nguồn Antec CSK 650W Brown, liệu có chạy tốt được cấu hình Intel Core i5 12600K và RTX 3070 không ạ? Thì thực ra cái câu trả lời này thì cũng không có gì khó cả. Tuy nhiên là mình cũng cần nói với một số các bạn ấy, thì là cái công suất danh định và cái công suất peak cũng như là công suất thực nó sẽ là khác nhau trên các cái bộ nguồn. Và cái vấn đề hiệu suất nó cũng không nói lên là cái chất lượng của bộ nguồn như nhau, giống nhau. Ví dụ như là hai bộ nguồn cùng là hiệu suất drone chẳng hạn, nhưng mà sẽ có cái về chất lượng linh kiện nó sẽ khác nhau. Trong trường hợp này thì Antec CSK là một cái bộ nguồn mới xuất hiện gần đây nhân cái kỷ niệm 35 năm thành lập Antec. Và bộ nguồn này thì nếu về chất lượng thì nó sẽ nằm ở phân khúc của Antec Atom B và Antec Neo Eco C. Và vì vậy thì cái cấu hình của bạn Văn thì cái bộ nguồn này hoàn toàn có thể đáp ứng được. Bởi vì nếu mà i5-12600K mà chơi gaming thì ăn khoảng 80-90W. 3070 thì full load khoảng tầm 250W. Thì như vậy là cái cấu hình của bạn thì cũng có thể là đáp ứng hoàn toàn. Thoải mái luôn. Câu hỏi số 2 của bạn Nam Hà. Em đang dùng con Vega Tesla kết nối với một bộ Vega khác để tăng được VRAM không ạ? Tesla này ít người dùng hết. Này Tesla này là một cái Vega của đời cũ và nó là cái dòng chuyên đồ họa để cái xử lý AI hoặc trong các đối tượng mà dùng cho workstation hoặc data center ấy. Thì cái này là cái việc mà tăng VRAM thì 100% mà không được. Nếu muốn tăng VRAM thì các bạn phải sử dụng các cái dòng có hỗ trợ NVLink A6000 hoặc là RTX 3090 Ti các thứ chẳng hạn. Câu hỏi số 3 của bạn Nguyễn Khải. Khi tham khảo sức mạnh của CPU trên những trang web đưa ra những bảng xếp hạng CPU có đáng tin cậy và sử dụng bình thường Epsom không ạ? Tức là bạn nên tham khảo ý kiến từ những cái trang khác trước khi mua sản phẩm ấy. Bạn ấy thì câu hỏi này thì bạn ấy muốn tham khảo một cái website mà có thể dựa vào đấy để mà theo dõi hoặc là đưa ra một cái phán đoán nhanh về cái hiệu suất của các cái vi xử lý. Thì hiện tại trên mạng thì rất nhiều cái website có thông tin về cái này. Tuy nhiên thì có một cái website mà mình nghĩ là bạn cũng nên tham khảo, đó là một cái website của bên Cebu Monkey với địa chỉ là cebu-monkey.com. Thì đây là một cái website mà đưa ra các cái thông tin nhanh về cái benchmark Cinebench R23. Và cái Cinebench R23 là một trong cái công cụ benchmark mà được rất nhiều đơn vị test lab trên thế giới sử dụng để mà tham chiếu hiệu năng của vi xử lý từ đơn nhân cho đến đa nhân, và nó thường mang tính phản ánh khá chính xác về cái việc mà sử dụng trong thực tế. Ví dụ như vi xử lý 12900K chạy Cinebench R23 khoảng hơn 27.000 điểm, thì trong thực tế ở 12900K sẽ hơn 12700K khoảng gần 4.000 điểm. Thì như vậy là cái hiệu suất hiệu năng sử dụng nó cũng chênh nhau gần như là ấy. Và cái website này ngoài ra thì cũng đưa ra một số thông số về Geekbench. Đây là một cái phần mềm benchmark chỉ số vi xử lý. Câu hỏi số 4 của bạn Nguyễn Quốc Hữu. Em theo dõi số trước thấy anh nói về TDP và Power Limit. Power Limit thì em đã hiểu, thế nhưng còn về TDP thì em chưa rõ nó là thông số gì. Em có thể trả lời câu hỏi này TDP được mà. Hay gọi là Thermal Design Power. Nếu như anh em nào mà sử dụng những cái website hay anh em xem trên trang chủ Intel cũng vậy, thì được gọi là công suất thiết kế nhiệt và được nhà sản xuất CPU đưa ra để chỉ định cái mức nhiệt mà mẫu CPU có thể tỏa ra. Mình sẽ lấy ví dụ luôn là với một dòng CPU Intel Core i5 mà anh em có thể nhìn thấy là cái TDP ở đây ghi là 65W. Thứ nhất là CPU chạy base clock nó sẽ đạt được, và hai là chỉ đạt được một khoảng thời gian thôi, bởi vì những cái mẫu CPU của Intel bây giờ nó đã khác xa khá nhiều cái TDP đấy rồi. Ngày xưa thì có gọi là sát sát, nhưng bây giờ thì nó lệch đi nhiều. Ví dụ như kiểu i9 này nhỉ, 125W ở trên trang chủ, nhưng mà dùng thì nó cứ phải gấp đôi. Thực ra là cái việc mà các cái giá trị TDP ở thời điểm hiện tại nó hầu như là nó không còn được đưa ra con số chính xác nữa. Mà phải nói chính xác là cái giá trị turbo ấy. Và hiện tại Intel đang đưa ra cái thông số như vậy, là em thường biết là 12900K thì Intel đưa ra là cái giá trị MTB, tức là BL1 bằng BL2 bằng 241W. Tức là thay vì áp dụng như 10900K hay là chỉ là TDP 125W chẳng hạn, thì bây giờ nhà sản xuất đưa ra thẳng thông số luôn, và để cho người dùng người ta có thể lựa chọn được cái bộ thắng nhiệt cũng như là cái sử dụng các bộ mạch chủ có mạch VR vừa tốt. Và cái thông số TDP này thì bây giờ là các bạn chỉ mang tính tham khảo thôi. Và nếu như vậy là các bạn hiểu là TDP nó không phải cái mức độ ăn điện, mà nó là công suất thiết kế nhiệt để chúng ta lựa chọn thắng nhiệt cũng như là lựa chọn bộ mạch chủ. Về cơ bản nó là như vậy. Tất nhiên là cũng có những cái thời điểm mà TDP cũng có thể gọi là cái mức ăn điện.
Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại nó không còn chính xác, cái giá trị này chỉ nên mang tính tham khảo thôi. Với câu hỏi số 5 của bạn Thành Linh, em thấy mọi người hay nói về VRM. Vậy thì anh cho em biết VRM là gì và cái thành phần linh kiện bên trong. Thực ra cái VRM là như vừa nhắc đấy, là khu vực quan trọng nhất trên bề mặt chủ. Nói dịch là tiếng Anh không anh, nhưng mà dịch tiếng Việt đây là bộ điều chỉnh điện áp. Tức là điện của AC nó vào ấy, thì nó lấy điện 12V vào, sau nó sẽ cấp cho các thành phần ở trong cái bộ mạch chủ mà nó ăn điện, tức là điện nó thấp hơn ở 1.x V, ví dụ 1.1, 1.2, 1.3V tùy với CPU hay là RAM các thứ vân vân ấy. Thì cái mạch VRM này là rất là quan trọng. Nó cũng giống như là cái điện trên bộ nguồn ấy, em hiểu nôm na điện AC chuyển thành DC ấy. Thì nó sẽ giúp cho giảm nhiễu trong cái dòng và giảm một sự hao mòn điện áp, nói chung là nhìn về cơ bản là như vậy, và nó giúp cho ổn định hệ thống, đặc biệt là bộ mạch chủ. Nếu mà ví dụ như là một bộ mạch chủ mà có cái VRM kém ổn định, chất lượng kém, thì khi chạy vi xử lý cao, có TDP cao, thì sẽ gây ra gì? Một là sụt giảm hiệu năng, hai là nếu mà cái bộ mạch chủ ấy hoặc vi xử lý nó không có tính năng tự động giảm xung ấy, thì nó sẽ gây là nóng mạch, gây cháy nổ, hoặc là chạy lâu dài nó sẽ là liên quan đến là như anh nói mất tính ổn định này. Và còn cái thành phần VRM này, để mà nói về kỹ thuật thì nó cũng sẽ có một số cái thành phần liên quan, như là một cái IC điều chế độ dụng xung gọi là BWM và chốc, rồi thêm cả MOSFET và tụ, thì đây là những cái thành phần chính của VRM. Và để mà tìm hiểu sâu hơn thì mình sẽ có một cái buổi talk show nói riêng về cái vấn đề này. Tất nhiên vì nó liên quan đến cái đặc tả kỹ thuật nó hơi sâu, thế nên hôm nay mình chỉ nói là về cơ bản như vậy thôi. Và VRM rất là quan trọng ở trên một bộ mạch chủ hay là VGA. VRM càng tốt, càng nhiều, tức là cái số phase trên VRM ấy, thì nó sẽ gây mang lại tính ổn định cho bộ mạch chủ, hoạt động nó mát hơn, ép xung, có khả năng ép xung hoặc là chạy các vi xử lý có TDP cao tốt hơn. Câu hỏi cuối cùng của bạn Nam Vinh. Em đang dùng SSD Kingston NV1 250GB. Theo như thông số của nhà sản xuất thì thấy chỉ ghi được là 60TB Wyton. Vậy thì có dùng đến con số này nữa không? Tức là khi chúng ta chạm đến con số đấy thì SSD có dùng được nữa không? Thực ra là cái thông số khi mà các bạn lựa chọn SSD là cái thông số terabyte Wyton ấy, nó sẽ là một cái thông số cực kỳ quan trọng, vì nó liên quan đến cái độ bền của SSD. Độ bền ở đây không có phải là tuổi thọ gì, mà nó liên quan đến khả năng ghi linh nan của SSD. Một cái SSD mà có cái chỉ số TBW càng nhiều thì đương nhiên là ổ SSD ấy càng tốt. Và câu hỏi của bạn thì cái nhà sản xuất họ sẽ đưa cái một cái chỉ số TBW ra để mang tính cho người dùng tham khảo dựa trên cái chất lượng thành phần của SSD ấy, chất lượng NAND, cách viết firmware, controller sử dụng các thứ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều yếu tố đấy. Và như anh đã nói là TBW này, nếu mà mình ghi quá số lần mà công bố linh NAND ấy thì không vấn đề gì. Tức là nhà sản xuất luôn luôn giữ ra một cái khoảng không nhất định để mà người dùng có thể ghi được linh NAND nhiều hơn. Và có những cái review trên mạng test là họ cắm SSD vào NAND. Mọi người biết là ghi chạy NAT thì chạy 24/24 thì nó ghi linh NAND của SSD rất là nhiều. Và có những ổ SSD mặc dù ghi nhà sản xuất ghi là hỗ trợ đến 50TB thôi, nhưng mà nó ghi đến gần 400TB cơ. Đấy là những có những cái phép thử, và đặc biệt là những cái dòng cao cấp 3D NAND ấy, như các cái dòng Samsung 850 EVO ngày xưa ấy, nó còn ghi cực kỳ nhiều hơn so với thông số nhà sản xuất đề ra. Và do đó thì một cái sản phẩm SSD thì các bạn nếu mà ghi nhiều ấy, nhu cầu ghi nhiều linh NAND thì tốt nhất là nên sử dụng các cái SSD chất lượng cao, thay vì các bạn dùng các loại SSD có chất lượng thấp với số TBW thấp. Vì nếu mà ghi nhiều lên đến một thời điểm nhất định thì cái độ cân bằng hao mòn, tức là ground leveling, nó sẽ gia tăng rất nhiều, và đến một thời điểm nữa cái nó sụt giảm về cái độ sức khỏe, nó sụt và đến lúc về bằng không ấy, thì các bạn sẽ hầu như là sẽ không lên ghi được SSD nữa. Và lúc đấy thì chúng ta nên thay thế SSD. Những con số mà nhà sản xuất đưa ra là những con số an toàn để chúng ta có thể sử dụng. Còn nếu như mà anh em thực sự mà muốn quan tâm đến ổ SSD chúng ta hoạt động, thì anh em có thể sử dụng những phần mềm như Crystal Disk Info chẳng hạn. Còn ông nào mà khi mà sử dụng SSD mà muốn an toàn nữa thì chắc chắn nữa thì hoàn toàn có thể nâng từ ổ 250 lên 500GB thôi. Thì cái con số giới hạn nó cũng đã tăng lên rất nhiều rồi. Và giá của những ổ SSD bây giờ nó cũng rẻ nữa. Đúng rồi.
Tức là nếu mà muốn như vậy thì các bạn nên sử dụng các SD có dung lượng cao, vì khi SD dung lượng cao thì nó sẽ có số TBW nhiều hơn cái SD có dung lượng thấp, là như vậy. Đấy. Và đấy là 6 câu hỏi trong soi đáp thứ 9 ngày hôm nay. Nếu như anh em có bất kỳ một câu hỏi nào thì đừng quên để lại ngay dưới bình luận của video. Hẹn lại anh em trong soi đáp tiếp theo.